Chào ngày mới, chúc quý vị và các bạn có một ngày mới có thật nhiều niềm vui. Sau đây, trước khi đi ngủ, Khang Audio xin tiếp thị giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc âm ly Fushima. Nhưng mà cái tem này nó đã rơi rồi, nó rớt ra rồi nhá. Fushima có model là DA6800A, đánh hai cầu AB riêng biệt. Đấy. Cái này nó vẫn còn đang bẩn ấy, cái nút này, đúng nút này. Đấy. Thế nhưng mà cái nguyên tắc của mình ấy là không làm đẹp trước khi tiếp thị nhá, trước khi bán hàng là không làm đẹp, chỉ làm đẹp sau khi mà khách hàng đã mua. Đấy. Thế còn khi mà mình đăng lên để tiếp thị giới thiệu tới quý vị và các bạn thì mình luôn luôn để cái tình trạng nó mộc mạc đơn sơ như này nhá. Đấy. Thì đi vào phần này nhá, đằng sau đít. À quên, sorry mọi người. Mặt đằng sau đã nói là bảo là không nói đến từ đít rồi. Đây. Tất cả cái bộ chạm loa này mình đã thay loại tốt nhá. Đây. Thì nó hỏng, chạm cũ của nó hỏng. Đấy, mình thay cái loại này thì đúng là không phải suy nghĩ được. Loại này thì có một âm ly hỏng mà chạm loa chưa hỏng nhá. Đấy, hai cầu trên cầu dưới mình đã thay hết rồi. Đấy, trở kháng thì cũng quen thuộc thôi, 4 ohm đến 8 ohm, tức là bé nhất là nó cho phép 4 ohm, lớn nhất là 8 ohm thì âm ly nó hoạt động đưa ra cái mức độ hiệu quả cao nhất, bền bỉ nhất nhá. Đây, các sắc này sáng loáng nhá, không phải suy nghĩ cầu chịu u đã xử lý thay mới nhá. Đây, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công ty trách nhiệm hữu hạn này, sản xuất thương mại điện tử Thiên Thành Đạt, phường 14 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Cái âm ly mà người ta dám ghi địa chỉ ở đây thì chất lượng của nó đã được khẳng định nha. Đây, công suất đây, cái này nó mờ sinh đây, đít năm này, 2000 bao nhiêu không biết này. Đây. Đấy. Công suất nhà sản xuất ghi là 200W một kênh nha. Đấy, 400W đây, công suất mức là 450W này. Đấy. Đây, tem của Thiên Thành Đạt đây. Đấy. 2008, đây, tem này. Con này nó sản xuất năm 2008 nha. Thôi thế đi vào nội thất thì con nó đi ngủ, mắt nó díu rồi. À. Đây. Tất cả còn nguyên zin của nhà máy nhá, của cái âm ly này không có lai tạp bất kể một cái gì cả nhá. Đấy. Thế còn cái phần mà âm ly cũ đã qua sử dụng rồi ấy thì chiết áp và công tắc thì đương nhiên là phải thay. À không thay. Đây này, quắc vẫn còn quắc nguyên zin của nó. Đấy, quắc này quắc treo này. Đấy, treo này cực kỳ là chắc chắn, đây treo bắt ốc bên trên treo. Đấy. Tổng thể đây nhá, hôm nay cái này mình không đổ keo để cho mọi người thấy, đây nhà máy người ta đổ keo này, đây keo vàng qua thời gian là nó ố vàng này này. Đấy. Tiếp tục đến mạch công suất nhé, mình cho thấy nhà máy người ta cũng đổ này. Đấy, đây những cái rắc này. Đấy. Âm ly này là gì, âm ly này là âm ly 8 sò nhá, còn nguyên zin về mạch công suất đây mình có chậm cho mọi người xem CS 1000X nhá. Quay thật chậm để nhìn. Đấy. Sang tiếp bên đây nhá, sang tiếp bên đây. Đây. Đây là 1000. Ngàn X ạ, CS 1000X. Hai vỉ. Nói chung là con nào mà sửa chữa thay là mình sẽ báo. Quý vị và các bạn cứ an tâm một điều là như vậy, tiền nó chẳng đáng bao nhiêu cả đúng không ạ? Thế mình làm thứ nhất là nó không đúng với lại cái sản phẩm, sửa rồi là phải bảo sửa rồi. Đấy. Cái thứ hai là khi mình mà ví dụ như mình sửa rồi mà mình lại bảo chưa sửa, về quý vị phát hiện ra thì có suốt ngày nghe điện thoại đúng không nào, trong khi đó là lại còn chưa nói cái nọ cái kia nữa đúng không ạ. Thế nên tốt nhất là mình cứ thật thà đúng không ạ. Này, có sao nói vậy, ai ưng thì mua, không ưng thì chọn con khác, thế nó dễ đúng
đúng không? Đấy, đây chân nguồn này. Đây. Đây nhá. Đấy. Còn cái cũ của nó đâu? Cái cũ của nó biết nhỉ này. À. Cái cũ biết nhỉ vứt đi. Thay hết bằng cái mới rồi. Đấy. Hai mạch. Bốn tụ lọc nguồn. Âm ly của cái hãng Thiên Thanh Đạt đây này. Hay chơi nguồn bốn tụ lắm. Đây. Đây. Đấy. Hai con ổn áp nguồn cho mạch tiền khuếch đại đây. Nhà máy người ta đổ kèo này. Đấy. Đấy, chất chỉ là chắc chắn. Đấy. Còn một số cái chỗ người ta quên, người ta chưa đổ. Đây, ví dụ như cái chỗ này. Người ta quên, người ta chưa đổ thì mai mình sẽ xử lý nốt. Hay là đây, cái chỗ cầu chỉ đây này. Đấy, người ta quên, người ta chưa đổ, mình sẽ xử lý nốt nhá. Đấy. Bây giờ mình cắm điện cho mọi người xem cái quắc của nó tí nhé. Yeah. Xem cái quắc tí rồi đi ngủ. Ôi, mặt đã cái díu rồi này. Con này hàng Fushima thì quý vị và các bạn biết rồi. À, đấy, nghe nói chung là âm sắc của nó là cực kỳ là tốt luôn đấy. Cái loại âm ly mà của ta sản xuất thì cực kỳ là tốt. Cái hãng Ariram như đó, cái âm sắc gọi là nó bán thương hiệu cho âm sắc thì không thể bằng những cái loại Fushima hay Datun được. Đấy. Đây, cắm cho mọi người xem. Đấy. Đấy đây. Chứ nó quắc của cái phòng dòng Fushima này nó dài thì nó dài thì tất nhiên là nó sẽ đẹp, đúng không ạ? Tất cả nha, tất cả là hoạt động của như thế là mượt mà rồi, nãy kiểm tra cả cái cả đường mic này nha. Đấy, nên là con này nói chân tình với mọi người một câu là gì, nghe nhạc cực kỳ hay. Nhưng chỉ có cái đấy là mạch hát thì nó bình thường, nói chung là hát được chứ không hay lắm. Đó. Vì sao? Vì đây giải thích luôn, bây giờ nó dễ. Đây, mạch micro 1, 2, 3 có 4 con chiết áp. Đấy, ở đây nhá là người ta bớt đi một cái chiết áp echo, tức là gì? Có bình thường ấy là nó có con chiết áp điều chỉnh điện trở này để theo cái sở thích của mình. Đấy, thế nhưng ở con âm ly này, nhà sản xuất người ta đo ở một cái mức độ nhất định nào đó, nha. Thế xong là người ta hàn luôn cái con điện trở vào đấy, thế là người ta bớt đi được một con chiết áp để làm gì? Để người ta bố trí cái núm này, cái volume master này nó lên đây, đúng không? Thế bố kể ra bố trí ra đây xong rồi cái này chạy là chạy đậy được nhá. Thế nhưng mà cái này nói chung là do nhà sản xuất nhỉ, người ta thích như vậy, thậm chí người ta là sản xuất có 3 nút mình cũng phải chịu, đúng không ạ? Thì nó có cái được của nó là nghe nhạc rất chi là hay, chỉ có 8 sò thôi. Thế nhưng mà đây nhà sản xuất dám trang bị hai cầu AB riêng biệt nha, thì công suất cũng không lỗi tồi. Thế nhưng theo mình nhá, theo sự trải nghiệm của mình thì sao, gặp với lại hai cặp loa bass 20 rồi đấy, chứ hai cặp loa bass 25 thì đánh nó thế nào ấy, nhá. Đấy, thế còn tất nhiên là nếu như một cặp ấy thì 20-30 nó phang cho thì tơi bời khói lửa, không phải suy nghĩ được nha. Đấy, có mỗi cái là cái này, tức là hát thì bình thường rồi, nhưng nó không được hay vì mình không chỉnh được cái phần echo ở cái mạch mic này. Đấy, nó cố định. Thế thì âm nhạc là khẩu vị, đúng không ạ? Nó như món ăn vậy, ta vào quán làm sao mà người ta cứ để mắm muối mì chính rồi ớt rồi các loại thứ gia vị, đại loại là gia vị ở bản, để sao? Để mỗi người ăn một kiểu, mỗi người ăn mặn, người ăn nhạt, người ăn cay, người thì lại thích cái kiểu này kiểu nọ. Thế nhưng mà cái này nhà sản xuất lại không cho ta điều chỉnh, người ta ấn định luôn. Thế nên là riêng cái âm ly này mình chỉ buồn mỗi cái mạch hát đấy này thôi. Đấy. Những ai mà ít hát chẳng hạn, ít hát thì mua con này về nghe nhạc thì không phải suy nghĩ nhá, không phải suy nghĩ gì cả. Đấy. Thế còn những người hay hát thì tại vì sao? Tại vì hay hát thì cái mạch nó không được hay thì mình cũng nói chung là mình chia sẻ thật như cho mọi người như vậy à. Đấy, ví dụ như con nào hay thì mình bảo là hay. Đấy, con này nó
cái khiếm khuyết của nó là như vậy thì mình cũng chỉ luôn ra. Đấy. Rất may là nhà sản xuất bây giờ không sản xuất cái model 1, 2, 3 cái đường mic 4 núng chỉnh này nữa. Đấy. À, người ta đã biết được là cái sản phẩm của người ta nó như thế nào rồi. Đấy. Chứ còn nếu mà nói về như vậy, như con âm ly này để nghe nhạc nha, mà cái dòng ma dây in Việt Nam thì không phải suy nghĩ, Nanomax thì không có tuổi với nó. Đấy. Nanomax nó chỉ gọi là có cái thương hiệu nó bền, bền nó cũng chẳng bền bằng cái loại này. Đấy, Nanomax đã làm gì có cái loại nào coi như thế là nó sản xuất từ năm 2000 đâu mà đến bây giờ chưa sửa đâu. Đấy. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây để đi ngủ 1 giờ rồi. Gần 1 giờ rồi. Mai ban ngày quý vị dậy xem cho nó kỹ, nếu ưng cái điện tốt nhất là điện, đi tàu nhanh tàu chậm thì nó lâu, nhắn tin nó lâu để mình còn việc nọ việc kia khi gọi còn chưa bốc máy lên được chứ nói gì đến cầm cái máy điện thoại để mà dò tin nhắn. Mọi người thông cảm cho nhá, còn tất nhiên là nhắn tin thì tin nào mình cũng trả lời, thế nhưng nó hơi lâu một chút nhá. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Không chúc thì mọi người cũng đang say giấc nồng đúng không ạ? Chỉ có cái điều ấy, có đồng chí nào anh lô anh để mà mơ được con số nào đẹp thế này để đập ba càng vào cổng ấy ha. Bạch thổ cái thứ thì có chia sẻ cho quý Khang Audio để chia sẻ nhá. Vì sao? Vì mình nghĩ gọi là tứ hải giai huynh đệ nhá, mình với lại quý vị và các bạn đã đang chung một chiến hào à, đúng không ạ? Huynh đệ. Hôm nay xin phép dừng clip ở đây. Chào thân ái. Merci.